danh 41. Tiếp theo sẽ là phần thi của cặp đôi Seyon cùng với Chong Kaman tới từ Malaysia. Nội dung thi điệu đơn Latin Jive là nội dùng thi thứ hai của cặp đôi Seyon cùng với Chong Kaman của Malaysia. Phần thi đầu tiên của họ là ở nội dung thi điệu đơn Latin Rumba. Và kết quả của cặp đôi Malaysia chỉ là vị trí thứ tư chung cuộc. Còn bây giờ sẽ là điểm số của họ ở nội dung thi điệu đơn Latin Jive. Và tổng điểm 31,55. Điểm số giúp cho cặp đôi của Malaysia tạm đứng ở vị trí thứ ba. The next couple, number 81. Bây giờ sẽ là phần thi mà người hâm mộ Việt Nam mong chờ.